Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem live vui vẻ nè mày. Ngày hôm nay thì Khải vừa làm bộ Evan tiền vạn nè mày. Còn 6 kim thì bây giờ Khải sẽ bắt đầu. Anh Evan tiền vạn đã up thêm phần trăm nè mày. Như lần trước Khải cứ xem sơ qua cái mùa Evan tiền vạn này thì anh vào sẽ được khoảng 5 tỷ kinh nghiệm nè mày. Tầm này thì Khải 30 tỷ kinh nghiệm, nên là 5 tỷ kinh nghiệm thì cao lắm. Anh vào chỉ được khoảng tầm 6 lần anh vào chỉ khoảng tầm 17 cho đến gần 20% anh em à. Nói chung là không được nhiều cho lắm. Em bên này thì chỉ lấy thì cái kinh nghiệm phần trăm thôi, chứ còn đỡ mà đồ thì không có đồ nha mọi người. Và sẵn tiền đây thì Khải mở thêm cho mình đó là mười mấy cuốn lỡ bao bí kíp nữa nè. Nhìn sơ qua là Khải đã chuẩn bị của bang đó là 14 2 4 6 8 10 12, 14 lỡ bao bí kíp nha mọi người. Đó, ok. Và bắt đầu anh mình thử xem được gì nữa mọi người. Sẵn Khải lấy ít top bang hội này, Khải đã dành Khải nộp top cho đến cuối tháng luôn nha mọi người. Hôm nay ngày 22 tháng 9 này thì anh em cũng lấy cái tốt nạp thôi, cũng không làm gì hết. Rồi, ok, bắt đầu anh em mình thấy được gì nha anh em ơi. Yo, let's go. Em mình tiền vạn này thì chỉ anh lấy kinh nghiệm thôi. Nhiều anh em hỏi Khải sao chơi cả tháng rồi mà lâu nâng cấp vậy, thực sự rất là lâu nè mà. Một ngày tranh trung bình chỉ cao lắm khoảng tầm 500 triệu cho đến đỉnh điểm nhất là khoảng tầm 800 triệu trên một ngày thôi. Thì anh em có nghĩ 30 tỷ kinh nghiệm với đẳng cấp cao như thế này á, 30 tỷ kinh nghiệm thì anh em có nghĩ thử là một ngày 800 thì chan ít nhất phải hơn 30 ngày cái gì? Ngày 800, đúng rồi, là hơn 30 ngày mới lên cấp đó nè. Cứ thôi chơi, bây giờ trung bình trong một ngày chan 1 tỷ đi anh em không? Trung bình trong một ngày chan 1 tỷ luôn ơi, 1 tỷ kinh nghiệm đi. Thì 30 tỷ gần 31 thì ít nhất anh em nếu mà đỡ mà chan hoạt động full cả ngày thì anh em hoạt động full chan cả ngày thì cả các hoạt động thì anh em ít nhất phải 31 ngày bước được một cấp. Đó, tầm này lên cấp nó rất là chậm anh em à. Chứ không phải như cái ở giai đoạn cấp 120 đâu, thì nó chỉ cũng tầm 5 tỷ 6 tỷ ở một cấp rồi. Đến một giai đoạn 124 25 những lần bắt đầu là rất là lâu nè mà. Đó, ok, không đỡ lâu rồi, bắt đầu chúng ta ăn nha mày. Trước khi ăn chúng ta xem sơ đồ Khải đây. Chắc là nhiều anh em trên kênh lâu lắm cũng chưa hỏi, chưa biết sơ đồ Khải đây. Sẽ đang ban tầm trung. Bộ tay này Khải mới chuyển nữ mọi người, nên là Khải sơ đồ nữ cũng khá tương đối thì không được đẹp lắm. 11 40 10 thông pháp sinh lực 17 20 sinh lực thông pháp 7. Áo thì 40, 20, 15, 10 sinh lực. Đó, hiệu ứng thông pháp đai 19, 20. Giày 8, 40 thì đạt, nói chung là đạt cũng được 80 chậm 40 chó nè mà. Áo này 20 nữa là 100 chậm. Lực phòng thủ thì được 75 cộng 1. Được cái ấn phòng thủ lý 25 này. Đó. Rồi, nói chung là nếu mà có phi phong thì Khải sẽ mang áo nhu tình cho nè. Nếu mà có phi phong thì nó một cấp ở chỗ này. Với lại áo nhu tình thì Khải sẽ đặt tóc đồ đánh. Như hôm trước Khải có làm video cho anh em xem á. Đâu, ok, chúng ta anh Evan nuốt này. Lấy kinh nghiệm anh em ơi. Hôm nay chắc khoảng tầm nãy Khải có 4% thì anh hết cái này chắc lên được khoảng 20% là cao nè mà. Thiệt sự nó rất là lâu. Evan này Khải hết khoảng, Khải vừa mua khoảng 6 kim hơn nè. 6 kim hơn thì một cục khoảng 65.000 thì nó khoảng vài trăm nghìn nè mà. Khoảng 300-400.000 gì đó. Nó đỡ cái phần cày của mình này, cày khá là chậm. Đến thời điểm này là đánh rồng rã nhưng mà cấp nó lên rất chậm nè mà. Tầm này server cao nhất là 133. Đó, anh em cày kinh thiệt. Mình lần này mình anh mình chỉ một lần được top 6, top 7 đồng môn. Chắc là top 6, top 7 đồng môn quá. Đó. Ôi, anh gần ngàn cái rồi nè mà, coi anh em không. Rồi, đó. Là cho mình thêm được 5 bù là được 500 cá nhân, là cho được 500 xu nè. Cục 200 triệu à. Ây, mình ăn thêm 1,5 tỷ nữa nè anh em. À, mình ăn thêm 1,5 tỷ nữa nè. Rồi, 200 nè. Hôm nay vứt 30 số nè. Rồi, đó, anh 30 hơn chính nè. Anh nghe lỡ đâu là may mắn trúng thưởng rồi nè. Vé số, ngoài vé số số mấy nè. 1176 lại là 3998 đó. Đến ngày 38 giờ ngày 30 tháng 9 giờ số nếu trúng thì nhận thưởng nha nè. Đó. Rồi, còn được thêm 500 mấy cái nộp top 3 nữa. Rồi, súng trường thường này, nút lấy kinh nghiệm nữa này. Được 400 triệu nữa này. Này nút lấy được ba cái đồ là vặn cái thiết hãng lỡ bao. Lỡ bao tiền nhỏ này được 30 vạn. Đó. Thiết là hãng. Rồi. Đó, úp được 18% anh em ơi. Như Khải có nói úp được 18% rồi thôi. Rồi. Được hai cái vé số này, hai vé số này đó, bữa nào mình dò số à. Ok.
là được mấy chục phần trăm. Đó, anh được 5 tỷ hơn nè. Là cái này top 3 nè, top 3 năm này đỡ thêm 500 cá là được 5 ngày nữa nè. 5 ngày cái này, 5 ngày nữa thì hiện tại giờ đến cuối tháng này full rồi. Hôm nay đi hoạt động full anh em à. Full full full. Hôm nay là khai có đỡ 1.000 ban hội trong này đúng không? 1.000 cái ban hội thì thực sự là nộp đến 10 ngày nữa thì chắc chắn là thừa rồi. Tầm này đi hoạt động tà vẫn thừa cái nộp top 3 này mà, thừa. Chúng mình dư sức thừa luôn. Rồi ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục cánh 10 mấy cái lỡ 3 bế kiếp nha nè. Khá lên cho này nhìn cho nó đẹp lắm. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video này của Khải đầu tư anh Vinh một like chia sẻ ủng hộ cho nha nè. Rồi anh lỡ 3 anh lỡ 3 bế kiếp rồi xem được cái gì đây. Ui bật có bí kíp nào hiếm không? Bởi giờ khui biết nhiều rương rồi mà tổng bí kíp chưa đa. Thiên quân thương, cùi bắp, văn lông kích, à hàng về một con văn lông kích, lưu tinh đao pháp, thiên quân thương, con lông đao, thiếu lâm đao pháp, thủ tiễn bảo vũ, thiên quân đao, ôi lưu tinh đao pháp, ngự tâm thực, tế tiên đao cốt, con lông xét. Ơ, tí tiền ra cốt là con lông bùa nhé. Nó hắm thịt, đường môn 7. Đường môn 7 phô độ mặt thịt, nghe miếng búp. Phi đao nhức hồn. Ngựa lô thịt, lô đẳng của thiên. Đầu một bộ con lông luôn nè. Một bộ con lông nè, đó. Rồi một bộ thiên nhẫn, con lông kích và lưu tinh. Và thiên quân đao, thiên quân thương được 2 con cú. Nói chung là lần này thì anh được cuốn văn lông kích cũng tương tối anh em ơi. Rồi chung là cuốn này anh em trong bang cần rất là nhiều. Quá đẹp luôn. Nói chung là hỗ trợ nè. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đỡ lại cho video của Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đó tầm này thì như thế này anh em ơi. Set đồ Khải khá là ưng ý luôn. Nói chung là set đồ nam khá là đẹp hơn. 80 chọn 80 trọng nhưng về set đồ nữ thì nó hơi phèn một tí. Nhưng mà mình đang ưu đãi về cái hướng phi phong như lại án nhân tình nên là cứ cho nữ ấy. Khi nào có phi phong thì Khải sẽ mang áo nhung tình vào trải nghiệm với cái tóc đó đánh sướng lắm này mà. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Và không gì hơn thì xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Và xem video này xong anh em đừng quên đó lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi. Cũng như là anh em nào có đam mê võ lâm thì đừng ngại ngùng tối vào lúc 7:30 hàng ngày có thể lên like trực tiếp tại kênh YouTube Di Khải Gaming. Đừng có thể tham khảo cũng như là theo dõi những buổi hoạt động của ban Phật cũng như là hoạt động của Khải trên YouTube cho vui nha. Ok, bye bye anh em. Bye bye.